Ấn Độ giúp Nga tăng thêm đòn bẩy chiến lược. Quý khán thính giả thân mến, chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa qua tới Nga là một sự kiện chú ý toàn cầu. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Modi sau 5 năm và là chuyến công du nước ngoài chính thức đầu tiên sau khi ông Modi tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ mới. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo đã thu được những kết quả đáng chú ý, cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa Nga và Ấn Độ. Đã có 15 văn kiện được ký giữa hai nước. Trong tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo về phát triển các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước cho đến năm 2030, đề ra 9 lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác kinh tế song phương nhằm phát triển thương mại, nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng, hợp tác công nghiệp và lĩnh vực công nghệ cao. Đáng chú ý, hai nhà lãnh đạo đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại vượt mốc 100 tỷ USD vào năm 2030, từ mức 65 tỷ USD vào năm 2023. Đáng chú ý nhất là hai nước cũng có kế hoạch phát triển một hệ thống thanh toán song phương thông qua việc sử dụng đồng nội tệ. Nga và Ấn Độ cũng sẽ phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng quan trọng, bao gồm hạt nhân, lọc dầu và hóa dầu. Kết quả của chuyến viếng thăm này đã mang đến cho cả phương Tây và Trung Quốc những tín hiệu lo ngại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn về câu chuyện quốc tế này, quý vị nhé. Ông Modi tới Nga, phương Tây bất an. Trước tiên, chúng ta nói tới báo cáo của Bloomberg vào ngày 11 tháng 7. Hãng tin này viết rằng cuộc gặp nồng nhiệt giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khiến các quan chức Mỹ khó chịu trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ôm lấy Vladimir Putin trước hội nghị thượng đỉnh NATO quan trọng của Tổng thống Joe Biden ở Washington đã khiến các quan chức Mỹ khó chịu. Những người coi mối quan hệ chặt chẽ hơn với quốc gia châu Á này là nền tảng trong chính sách đối ngoại của họ. Đồng thời, cơ quan này lưu ý các quan chức Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Mỹ-Ấn Độ sẽ vượt qua giai đoạn này thông qua các cuộc trò chuyện thẳng thắn tiếp tục. Nhưng lưu ý rằng chuyến thăm Nga của ông Modi là khó khăn và không thoải mái đối với chính quyền Biden. Khó khăn ở chỗ Ấn Độ mua nhiều vũ khí từ Nga. Điều này gây khó khăn cho Mỹ trong việc thực hiện các chính sách trừng phạt đối với Nga. Chương trình mua sắm hệ thống phòng không S-400 của Ấn Độ từ Nga đã đặt Mỹ vào tình thế khó xử, phải cân nhắc giữa việc duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ và thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Nga theo đạo luật CASA. Thứ hai, các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga có thể bị suy yếu nếu Ấn Độ tiếp tục đầu tư và thương mại với Nga, tạo ra các lỗ hổng trong hiệu lực của các biện pháp trừng phạt do Mỹ và đồng minh áp đặt. Đặc biệt, Ấn Độ nhập khẩu năng lượng từ Nga, bao gồm dầu mỏ và khí đốt. Sự phụ thuộc này có thể làm giảm sự hiệu quả của các biện pháp trừng phạt năng lượng của Mỹ đối với Nga. Hơn nữa, hợp tác năng lượng hạt nhân giữa Ấn Độ và Nga, như dự án nhà máy điện hạt nhân Kudankulam, có thể tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau về công nghệ và nhiên liệu hạt nhân, làm giảm khả năng của Mỹ kiểm soát và ảnh hưởng trong lĩnh vực này. Thứ ba, mối quan hệ chặt chẽ giữa Ấn Độ và Nga có thể tăng cường ảnh hưởng của Nga tại khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực này. Nga có thể sử dụng quan hệ với Ấn Độ để chống lại các chiến lược và sáng kiến của Mỹ trong khu vực, tạo ra các đối trọng trong các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, BRICS và SCO. Thứ tư, việc Nga và Ấn Độ chuyển sang sử dụng đồng nội tệ của mình, rúp và rupee, thay vì đồng USD để thanh toán thương mại. Điều này sẽ giảm vai trò nhu cầu đối với đồng USD trên thị trường quốc tế. Đồng USD mất đi một phần vai trò làm đồng tiền dự trữ và thanh toán quốc tế. Việc sử dụng đồng USD trong các giao dịch quốc tế giúp Mỹ duy trì ảnh hưởng tài chính toàn cầu. Khi các quốc gia lớn như Nga và Ấn Độ chuyển sang sử dụng đồng nội tệ, ảnh hưởng tài chính của Mỹ có thể suy giảm. Sử dụng đồng nội tệ có thể giúp Nga và Ấn Độ tránh được các biện pháp trừng phạt của Mỹ khi các giao dịch không còn phải đi qua các hệ thống tài chính dựa trên đồng USD. Mỹ sẽ khó khăn hơn trong việc kiểm soát và áp đặt các biện pháp trừng phạt. Như chúng ta đã biết, hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT chủ yếu sử dụng USD và chịu ảnh hưởng lớn từ các chính sách của Mỹ. Khi các quốc gia sử dụng đồng nội tệ, họ có thể phát triển các hệ thống thanh toán thay thế, làm giảm sự phụ thuộc vào SWIFT và ảnh hưởng của Mỹ trong việc giám sát giao dịch quốc tế. Sử dụng đồng nội tệ giúp Nga và Ấn Độ giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính và kinh tế của Mỹ, từ đó tăng cường sự tự chủ kinh tế của mình. Thành công của sự hợp tác Nga-Ấn còn có tác dụng khuyến khích các nước khác theo gương, dẫn đến một xu hướng toàn cầu giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Thay vào đó, việc Nga và Ấn Độ sử dụng đồng nội tệ có thể làm phức tạp quan hệ đối tác chiến lược của Mỹ với Ấn Độ. Mỹ có thể phải điều chỉnh chính sách và chiến lược để duy trì quan hệ hợp tác với Ấn Độ.
Cuối cùng, sự hợp tác kinh tế mạnh mẽ hơn giữa Nga và Ấn Độ có thể củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước này, ảnh hưởng đến cân bằng quyền lực trong khu vực và toàn cầu. Cụ thể, việc sử dụng đồng nội tệ trong các giao dịch quốc tế có thể gây ra biến động tỷ giá và làm thay đổi dòng chảy vốn trên thị trường tài chính toàn cầu. Khi nhiều quốc gia chuyển sang sử dụng đồng nội tệ, cấu trúc thị trường tài chính quốc tế có thể thay đổi, tạo ra những thách thức mới cho các tổ chức tài chính và doanh nghiệp của Mỹ. Do vậy, quan hệ chặt chẽ giữa Ấn Độ và Nga mang lại nhiều thách thức cho Mỹ và đồng minh trong các lĩnh vực đối phó chiến lược, chính sách trừng phạt, an ninh năng lượng và ổn định khu vực. Để giải quyết các thách thức này, Mỹ và đồng minh cần phát triển các chiến lược linh hoạt và đa dạng hóa các liên minh và quan hệ đối tác của mình. Ngoài Mỹ và đồng minh phương Tây, còn một đối tượng nữa đang ăn không ngon, ngủ không yên, đó chính là Trung Quốc. Mối quan hệ Nga-Ấn khiến Trung Quốc bất an. Như chúng ta đã biết, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 5, họ gặp nhau ở Kazakhstan vào ngày 3 tháng 7 và sau đó cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Hai người một lần nữa nhấn mạnh sự hợp tác chiến lược. Trong khi các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã từng nói về một liên minh Trung-Nga, thì Tổng thống Nga Putin lại nói rằng ông sẽ không thành lập bất kỳ khối hay liên minh nào. Tuyên bố kỳ lạ tại hội nghị thượng đỉnh SCO cũng khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc thất vọng. Chúng ta vẫn nói với nhau rằng mối quan hệ Trung-Nga không phải là một mối quan hệ không được xây dựng trên cơ sở tin tưởng. Bấy lâu nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn muốn chinh phục Trung Á và Kazakhstan, quốc gia đông dân nhất ở Trung Á, cũng nằm trong chính sách chiến lược quan trọng của Trung Quốc. Vì Kazakhstan là một trong những quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là dầu mỏ, khí đốt và uranium. Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào ngành năng lượng của Kazakhstan để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định cho nền kinh tế đang phát triển của mình. Đồng thời, Kazakhstan đóng vai trò quan trọng trong sáng kiến vành đai và con đường BRI của Trung Quốc, đặc biệt là hành lang kinh tế Trung Quốc, Trung Á, châu Âu. Hành lang này giúp tăng cường kết nối thương mại và vận chuyển giữa Trung Quốc và châu Âu thông qua Kazakhstan. Chúng ta đang nói tới cảng Khorgos, một trong những dự án lớn trong khuôn khổ BRI, là một cảng khô lớn nằm trên biên giới Trung Quốc-Kazakhstan. Nó giúp tạo ra một trung tâm vận chuyển quan trọng cho hàng hóa từ Trung Quốc sang châu Âu và ngược lại. Mặt khác, Kazakhstan có một đường biên giới dài với Trung Quốc. Sự ổn định và an ninh ở Kazakhstan giúp đảm bảo an ninh biên giới và ngăn chặn các hoạt động khủng bố và cực đoan từ Trung Á có thể lan sang Trung Quốc, đặc biệt là vùng Tân Cương. Do đó, Trung Quốc và Kazakhstan đã hợp tác trong nhiều lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Điều này bao gồm các cuộc tập trận quân sự chung và hợp tác chống khủng bố. Về mặt địa chiến lược, Kazakhstan là một trong những quốc gia lớn nhất và quan trọng nhất ở Trung Á. Và mối quan hệ chặt chẽ với Kazakhstan giúp Trung Quốc cân bằng ảnh hưởng của các cường quốc khác nhau trong khu vực như Nga và Mỹ. Thêm vào đó, Kazakhstan và Trung Quốc là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực, như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO. Sự hợp tác trong các tổ chức này giúp Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng và thúc đẩy các mục tiêu chiến lược của mình. Do đó, Kazakhstan có vai trò chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, an ninh, địa chính trị và phát triển cơ sở hạ tầng. Sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia này giúp Trung Quốc đảm bảo nguồn cung năng lượng, tăng cường kết nối thương mại, duy trì an ninh khu vực và mở rộng ảnh hưởng chiến lược của mình. Trung Quốc đang muốn lợi dụng việc Nga đang tập trung đối phó với phương Tây ở Ukraine. Họ đang chờ Nga suy yếu để nhúng tay vào sân sau của Nga. Biểu hiện cụ thể là từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 5 năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mời người đứng đầu 5 quốc gia Trung Á đến Tây An, cố gắng tạo ra bầu không khí tất cả quốc gia đều đến Triều Tiên. Và rõ ràng đó là đang xâm phạm sân sau của Nga. Tính hai mặt trong một vấn đề của giới chức Bắc Kinh đã bộc lộ rất rõ. Một mặt họ nói rằng sẽ hỗ trợ Nga tiếp tục kiềm chế Hoa Kỳ và NATO. Một mặt lại bắt đầu cạnh tranh với Nga để giành lấy phạm vi ảnh hưởng xung quanh các quốc gia vệ tinh của Nga. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống, Tập Cận Bình nói rằng cần phải thực hiện các thỏa thuận và kế hoạch mới để phát triển quan hệ Trung Quốc-Kazakhstan. Ý nghĩa của tuyên bố này là khá rõ ràng. Tuy nhiên, Tổng thống Kazakhstan Tokayev chỉ nhấn mạnh đến sự hợp tác kinh tế. Tổng thống Kazakhstan đã chấp nhận tất cả những điều liên quan tới hợp tác kinh tế nhưng lại từ chối hình thành liên minh với Trung Quốc để bỏ rời Nga. Vì sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, một số quốc gia thành viên đã cùng nhau ký kết Hiệp ước An ninh Tập thể sau khi độc lập. Các thành viên hiện tại là Nga, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Belarus. Kazakhstan không có ý định từ bỏ Hiệp ước An ninh Tập thể và vẫn hy vọng chủ yếu dựa vào Nga
về an ninh. Vào đầu năm 2022, các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra ở Kazakhstan nhằm vào cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev, người có quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính phủ mới của Kazakhstan đã yêu cầu sự giúp đỡ từ Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Quân đội Nga nhanh chóng tiến vào để trấn áp. Khi đó Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn không thể can thiệp được. Kazakhstan sau đó cáo buộc thế lực bên ngoài có liên quan và Đảng Cộng sản Trung Quốc ngay lập tức phản ứng theo kiểu bào chữa và bác bỏ tin đồn. Nhưng Tổng thống Nga Putin không phải là kẻ ngây thơ, nếu không nói quá là một tay chơi địa chính trị lão luyện. Khi Trung Quốc muốn thò tay vào sân sau của Nga, thì Nga cũng đi nước cờ tương ứng trên bàn cờ địa chính trị. Ví dụ như ông Putin tới Triều Tiên, kéo Triều Tiên về phía mình, sau đó lại tới Việt Nam. Sau đó đưa ra những lời hợp tác hấp dẫn, giúp Việt Nam từng bước thoát khỏi móng vuốt phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhìn chung Nga, Trung Quốc đều lợi dụng lẫn nhau và săn lùng lẫn nhau, khiến việc trở thành một liên minh thực sự trở nên khó khăn. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc đang cố gắng tự mình kiểm soát Trung Á, nhưng các nước không sẵn sàng trở thành chư hầu của bất kỳ quốc gia nào. Thực tế cho thấy, SCO hiện có 10 quốc gia thành viên ngoài Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, còn có Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và Belarus mới tham gia là quan sát viên. Nếu như Trung Quốc và Nga lợi dụng lẫn nhau và tranh giành quyền kiểm soát Trung Á, thì giữa Trung Quốc và Ấn Độ có những rạn nứt sâu sắc. Trung Quốc và Pakistan gần như không từng thích. Một số nước khác có quan hệ thân thiết, một số nước bị ghẻ lạnh và một số nước cũng vẫn còn tranh chấp biên giới. Hầu hết các quốc gia đều không ưa Trung Quốc. Điều này tạo thành trở ngại đối với Bắc Kinh khi muốn săn các quốc gia vệ tinh của Nga. Trở lại với vai trò của Ấn Độ trong mối quan hệ chặt chẽ với Nga thì có những ảnh hưởng đáng kể đến Trung Quốc trên nhiều mặt. Thứ nhất, cân bằng quyền lực khu vực. Quan hệ chiến lược giữa Nga và Ấn Độ tạo ra một đối trọng quan trọng với sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực châu Á. Sự hợp tác này giúp Ấn Độ tăng cường sức mạnh quân sự và kinh tế, làm giảm khả năng Trung Quốc chi phối hoàn toàn khu vực. Sự hợp tác này giúp Nga tăng cường ảnh hưởng ở Nam Á, giảm sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Thứ hai, hợp tác quân sự. Nga là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ. Điều này giúp Ấn Độ nâng cao khả năng quân sự để đối phó với Trung Quốc. Việc Ấn Độ trang bị vũ khí hiện đại từ Nga như hệ thống phòng không S-400 khiến Trung Quốc phải cân nhắc khi triển khai các hoạt động quân sự trong khu vực. Sự hợp tác trong việc phát triển các hệ thống vũ khí chung như tên lửa BrahMos tạo ra một lợi thế chiến lược cho Ấn Độ trước Trung Quốc. Thứ ba, kinh tế và năng lượng. Hợp tác năng lượng giữa Nga và Ấn Độ giúp Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp từ Trung Đông và Trung Quốc. Điều này làm giảm sự ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đối với Ấn Độ. Quan hệ thương mại mạnh mẽ giữa Nga và Ấn Độ có thể làm giảm sự phụ thuộc của cả hai quốc gia vào thương mại với Trung Quốc, tạo ra một cân bằng kinh tế mới trong khu vực. Thứ tư, chính sách đối ngoại. Quan hệ đối tác giữa Nga và Ấn Độ có thể ảnh hưởng đến các liên minh quốc tế, làm phức tạp thêm các nỗ lực của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng tại các tổ chức quốc tế như BRICS và SCO. Hợp tác chiến lược giữa Nga và Ấn Độ có thể giúp tăng cường sự phản kháng đối với sự bành trướng của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và khu vực, bao gồm Biển Đông và các sáng kiến kinh tế như BRI. Thứ năm, an ninh khu vực. Sự hợp tác quân sự giữa Nga và Ấn Độ giúp tăng cường khả năng phòng thủ và đối phó với các mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc, làm tăng chi phí và rủi ro cho bất kỳ hành động quân sự nào của Trung Quốc trong khu vực. Quan hệ hợp tác này góp phần vào sự ổn định của khu vực Nam Á và Trung Á, nơi mà Trung Quốc cũng đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng. Như vậy có thể thấy, sự hợp tác chặt chẽ giữa Nga và Ấn Độ có nhiều ảnh hưởng đến Trung Quốc. Từ việc tạo ra các đối trọng quân sự và kinh tế, đến việc làm phức tạp thêm chính sách đối ngoại và an ninh của Trung Quốc, điều này buộc Trung Quốc phải điều chỉnh chiến lược của mình để đối phó với các thách thức mới từ sự hợp tác Nga-Ấn. Và chưa hết, thưa quý vị, nếu như ông Tập Cận Bình và Putin đều thích Tổng thống Mỹ Biden làm chủ Nhà Trắng, vì chiến thuật của ông Biden rất dễ đoán, thì đối với ông Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Putin không phải là đối thủ tầm thường trong ván cờ địa chính trị và địa chiến lược. Hiện nay, người ta đang thảo luận đến việc đàm phán hòa bình mới trên chiến trường Nga-Ukraine. Tin đồn về ông Putin đề xuất các điều kiện hòa bình mới, ông đang từng bước thử nghiệm các bước. Đồng thời, ông cũng đang lên kế hoạch cho Trung Quốc và điều chỉnh quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là mối nguy hiểm lớn đối với Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cụ thể, tờ Daily Mail của Anh cho biết, ông Putin gần đây đã cử Bộ trưởng Nội vụ tới Mỹ để đề xuất kế hoạch hòa bình mới. Về mặt thời gian,
Thụy Sĩ vừa tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế về Ukraine vào tháng 6, bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch hòa bình phiên bản Ukraine dựa trên việc duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine. Ông Putin ngay lập tức tới Triều Tiên và thắt chặt quan hệ với Kim Jong-un. Đánh giá thêm về thời điểm, ông Putin có động cơ liên lạc với phe đối phương và cố gắng đề xuất phương án kế hoạch hòa bình của riêng mình. Trước hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6, ông Putin đã đưa ra các điều kiện để đình chiến. Tóm lại trong một câu, lửa có thể dập được nhưng quân không thể rút. Lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình đã đạt được trong khi toàn bộ lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở Ukraine vẫn còn nguyên vẹn. Đây là điều kiện được đưa ra trước hội nghị Thụy Sĩ Ukraine khi đó. Nga vẫn đang có lợi thế tương đối mạnh trong cuộc tấn công Kharkov. Các tuyên bố từ hội nghị thượng đỉnh G7 và hội nghị Thụy Sĩ ủng hộ Ukraine là những phản hồi đối với phiên bản đầu tiên của kế hoạch ngừng bắn của Putin. Sau quốc hội Ukraine, Nga cũng cần đưa ra phản ứng phiên bản thứ hai của kế hoạch ngừng bắn. Vì vậy, trước tiên chúng ta kiểm tra Hoa Kỳ xem nhịp điệu này có hợp lý hay không. Ukraine có thể kiên trì chống cự hay không còn phụ thuộc vào thái độ ủng hộ của Hoa Kỳ. Các phương tiện truyền thông tuyến đầu ở phương Tây kiên quyết chống Nga. Vì vậy, việc thông báo cho các phương tiện truyền thông cấp 2 trước là điều hợp lý. Độ tin cậy của các phương tiện truyền thông cấp 2 dù sao cũng kém hơn. Nếu họ gặp khó khăn, họ vẫn có thể bác bỏ những tin đồn và viết lại chúng. Vì vậy, trong giai đoạn thử nghiệm, nên sử dụng đường mòn để thoát gió là phù hợp. Đây là một bài tập thường lệ trong việc kiểm soát ảnh hưởng. Chìa khóa của chúng ta là nhìn vào nội dung của kế hoạch ngừng bắn mới. Chúng ta có thể tóm tắt nội dung của kế hoạch ngừng bắn mới so với phiên bản đầu tiên của kế hoạch. Nó chỉ đơn giản có nghĩa là thay thế phân định toàn quyền về một bên thì nay là cả hai bên cùng quản lý, và Crimea sẽ do Nga và Ukraine đồng quản lý. Đây là khía cạnh lãnh thổ quan trọng nhất. Nga trao đổi hai vùng ở phần phía nam của mặt trận do Nga chiếm đóng, Kherson và Zaporozhye, lấy hai vùng ở phần phía bắc của mặt trận do Ukraine chiếm đóng, Donetsk và Luhansk. Nga cũng trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye cho Ukraine, nhưng nước này phải kiểm soát 100 km từ sông Dnieper đến Biển Đen như vùng đệm phía bắc Crimea. Đồng thời, quân đội Ukraine phải rút lui khỏi Donetsk và Luhansk. Ngoài ra, nó còn bao gồm việc hạn chế quy mô quân đội Ukraine. Ukraine nên ghi nguyên tắc không gia nhập NATO và các liên minh quân sự khác vào hiến pháp của mình. Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu. Mỹ nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về công nghệ và kinh tế đối với Nga. Và Ukraine nên tham gia hiệp ước hạn chế tên lửa ngắn và tầm trung. Cuối cùng là ngăn chặn Ukraine sử dụng tên lửa tầm ngắn và tầm trung tấn công Crimea và các mục tiêu ở Nga. Phiên bản kế hoạch ngừng bắn này vẫn tập trung vào việc hạn chế Ukraine và có thông tin cho rằng nó đã bị Zelensky bác bỏ. Tuy nhiên, hiện tại có vẻ như chiến trường Nga-Ukraine đã lặng lẽ bước vào nhịp giao tranh và đàm phán. Ukraine đã có đủ đạn dược để có được chỗ đứng vững chắc. Cuộc tấn công của Nga ở Kharkiv cũng đã tạm dừng. Hiện chưa có dấu hiệu nào về một cuộc phản công lớn của Ukraine. Đây là bối cảnh chung của những gì chúng ta sẽ nói đến ngày hôm nay. Có một sự thật thế này, bất kể chúng ta có thích hay không thích ông Putin, nếu quan sát ông lâu dài, chúng ta sẽ thấy ông là một nhân vật chính trị dày dặn kinh nghiệm. Những điều chỉnh của ông không tập trung vào phần cục bộ mà nhìn tổng thể. Trong khi đấu tranh và đàm phán với Ukraine, nước này cũng đang điều chỉnh mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bước quan trọng nhất là thăm Triều Tiên từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 6, thăm Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 để lấy lòng hai quốc gia xung quanh Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài việc khiến Triều Tiên cử hai lữ đoàn kỹ sư và sản xuất đạn dược cho quân đội Nga, kết quả quan trọng nhất của chuyến đi tới Triều Tiên là việc ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, trong đó bao gồm các điều khoản quân sự. Khi một bên bị xâm lược, bên kia phải hỗ trợ. Mục tiêu của điều khoản này bao gồm cả Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế, khả năng Mỹ và Hàn Quốc chủ động gây chiến với Triều Tiên là cực kỳ thấp. Triều Tiên đang phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa. Nhưng nếu Mỹ muốn tấn công các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên thì không thể bỏ qua Hàn Quốc, mà Seoul cách xa đường phân giới quân sự vĩ độ 38 phía Bắc cả chục km và Hàn Quốc không có khả năng chủ động phát động chiến tranh. Mối đe dọa xâm lược lớn nhất đối với Triều Tiên bấy lâu nay thực chất đến từ Đảng Cộng sản Trung Quốc bên kia sông Áp Lục. Ba thế hệ nhà họ Kim đều hết sức cảnh giác về vấn đề này. Năm 1950, quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vượt sông Áp Lục một lần. Nếu ở lại, họ sẽ có nguy cơ bị chiếm đóng quân sự. Quân đội Mỹ có thể ở lại Hàn Quốc và bảo vệ Hàn Quốc. Nhưng Kim Nhật Thành sẽ không bao giờ muốn quân đội Cộng sản Trung Quốc để lại một người lính nào ở Triều Tiên. Sau khi chiến tranh Triều Tiên đình chiến, Kim Il-sung nhanh chóng đoàn kết với Liên Xô để thúc giục Đảng Cộng sản Trung Quốc rút quân.
đợt quân cuối cùng của Đảng Cộng sản Trung Quốc rút lui vào năm 1958. Kể từ đó, chúng ta có thể thấy tâm lý của các nhà lãnh đạo ở Triều Tiên qua các thế hệ. Lần này Putin và Kim đã hứa hỗ trợ quân sự cho nhau. Đây là động thái chung của cả hai bên nhằm để mắt tới Bắc Kinh. Điều mà Kim mong muốn nhận được nhất từ Nga là công nghệ động cơ tên lửa và công nghệ dẫn đường. Những gì ông Putin đạt được, ngoài việc Triều Tiên giúp cung cấp bìa đỡ đạn và đạn pháo, còn là sự đảm bảo cho vùng Viễn Đông không có khả năng phòng thủ. Nếu các khu vực biên giới ven biển Viễn Đông và Siberia thực sự bị Bắc Kinh đe dọa, Kim có thể giúp ích ở mức độ nào đó. Đây là một cú đâm sau lưng Tập Cận Bình. Nhấn mạnh rằng Tập Cận Bình tưởng chừng là cùng phòng với ông Putin và Kim, nhưng thực sự bên trong phòng đó là hai chiếc giường quay lưng vào nhau. Sau đó ông Putin thể hiện thiện chí với Việt Nam và Philippines, đồng thời nhắc lại mối quan hệ hợp tác quốc phòng nhất quán với Việt Nam. Thú vị là ông sẽ chuyển lô tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos cho Philippines từ cuối năm nay đến đầu năm sau. Tên lửa này do Ấn Độ và Nga cùng phát triển và phải được sự đồng ý của cả Ấn Độ và Nga trước khi được cung cấp cho nước thứ ba. Việc Ấn Độ giúp tăng cường năng lực quân sự cho Philippines là điều hợp lý. Ban đầu Trung Quốc và Ấn Độ có mối quan hệ đối đầu, nhưng thực tế Nga đã đồng ý. Điều này rất buồn cười. Việt Nam và Philippines có xích mích với Trung Quốc ở Biển Đông. Xích mích với Philippines vẫn rất nghiêm trọng. Rõ ràng ông Putin đứng về phía Việt Nam. Nhìn tổng thể thì thấy có vẻ như Nga đang đồng hành cùng Mỹ ở khu vực châu Á. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng nó lại đang tồn tại. Cái này gọi là lý tương sinh tương khắc. Có mâu thuẫn ở góc độ này, nhưng lại tương hợp ở một góc độ khác. Ngoài ra trong cuộc tuần tra chung giữa Hải quân Trung Quốc và Nga năm nay, Nga chỉ cử một tàu nhỏ nặng 2.100 tấn tham gia là tàu khu trục hạng nhẹ. Cuộc tuần tra chung này đã bắt đầu vào năm 2021 và năm nay là lần thứ tư. Nó được tạo ra để chống lại các cuộc tuần tra chung của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc ở Bắc Thái Bình Dương. Năm 2023 là năm lớn nhất hạm đội chung Trung-Nga đến vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ gần quần đảo Aleutian. Hạm đội chung Trung-Nga có 11 tàu vào thời điểm đó. Cuộc tuần tra chung năm nay giống như cuộc tập hợp của các tàu tồi tàn. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga có hơn 50 tàu mặt nước, trong đó có các tàu cỡ lớn, trong đó có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Varya có lượng giãn nước hơn 11.000 tấn. Nhưng rồi cuối cùng chỉ có một chiếc thuyền 2.000 tấn được Nga gửi đi tập trận chung. Thật quá đáng đến nỗi Tập Cận Bình phải phân vân nên tham gia hoặc hủy bỏ cuộc tuần tra chung. Rốt cuộc, Trung Quốc không còn cách nào khác đành phải cắn răng cử một tàu khu trục bằng tên lửa dẫn đường cỡ lớn, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường và một tàu tiếp tế tham gia. Tín hiệu này rõ ràng là ông Putin đang gửi thông điệp ngầm với Mỹ và Nhật Bản: tôi không cùng phe với Bắc Kinh mà chỉ đang cố gắng đối phó với ông ấy. Vì vậy tình hình hiện nay là, ngoại trừ trên mặt trận Nga-Ukraine, ở mọi nơi khác trên thế giới, ông Putin đang rời xa Tập Cận Bình. Thậm chí ông Putin còn bí mật đứng về phía Mỹ. Tất nhiên việc đâm sau lưng có thể tiến xa đến đâu phụ thuộc chủ yếu vào tiến triển của các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine. Nhưng những thay đổi đang diễn ra. Nếu ông Putin thiếu con bài thương lượng trong đàm phán hòa bình với phương Tây, đàm phán với Ukraine, nhưng đối tác đàm phán thực sự lại là phương Tây, ông Putin có thể dùng việc có thể ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đến việc Hoa Kỳ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Là bậc thầy về địa chiến lược, ông Putin rất thông thạo triết lý sống hòa ước mà bị xé bỏ thì bạn bè cũng có thể phản bội nhau. Ông sẽ không hề e ngại về lương tâm hay do dự khi làm điều đó, vì lợi ích nước Nga mới là ưu tiên hàng đầu. Đó là lý do mà ông Trump đã từng nói rằng ông Putin là một người thực sự yêu nước. Mặc dù nhiều người ủng hộ Ukraine đặt nhiều hy vọng vào sự ra mắt của F-16 và hiệu suất của tên lửa chiến thuật do Mỹ sản xuất, chúng ta phải biết rằng chiến tranh đang diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Hơn 2 năm sau chiến tranh, GDP của Ukraine giảm 40%. Dân số của Ukraine chỉ bằng 1/3 dân số của Nga và hàng triệu người phải di dời. Khả năng duy trì chiến tranh của Ukraine vẫn đang ở thế bất lợi. Nếu chiến tranh chỉ giới hạn ở tiền tuyến vài trăm km ở thế kéo cưa, giằng qua kéo lại thì Ukraine thực sự khó lòng tồn tại. Nước Nga của ông Putin thừa sức để chiến đấu với Ukraine, nhưng Mỹ lại muốn khiến Putin đau đớn vì bị đánh đòn. Bây giờ nếu trận chiến này không thể tiếp tục thì phải làm gì đó để ông ta đứng ngồi không yên. Mỹ tuy không trực tiếp ném bom Moscow, nhưng phải chọn mục tiêu như vậy để ông Putin không còn yên tâm ngồi trong văn phòng điều phối mọi việc, đồng thời để người dân Nga cảm thấy chiến trường không chỉ có ở Donbass và Crimea.
Về mặt này, các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ mạnh hơn Putin nhiều lần. Nhưng đánh giá một cách khách quan thì ý chí và tầm nhìn của họ thấp hơn Tổng thống Nga vài cấp. Họ ban đầu có thể khiến ông Putin bị choáng do cú đánh đầu tiên, nhưng càng về sau, khả năng né đòn lách luật của ông ấy càng linh hoạt. Về cơ bản, họ đi theo mô hình chiến tranh do ông Putin đang kiểm soát. Trước tháng 6 năm nay, Nga đã tấn công Ukraine thẳng tay để đáp trả việc sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công các mục tiêu trong tầm kiểm soát của Nga. Vậy tại sao không tấn công chúng ngay bây giờ? Các nhà lãnh đạo phương Tây thực ra rất dễ đoán và phản ứng của họ đều nằm trong sự kiểm soát của người khác. Đây là lý do khiến chiến tranh tiếp tục kéo dài. Hẳn quý vị còn nhớ tới lời nói của Tổng thống Nga Putin khi ông ấy bình luận về cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của hai ứng cử viên. Ông ấy nói ông ấy vẫn thích Biden làm Tổng thống Mỹ hơn, vì Biden dễ đoán, đối phó với Biden dễ hơn nhiều so với đối phó với Trump. Đây là một thực tế. Vâng, thưa quý vị, Nga đang dần dần rời xa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh không thể đối đầu với hàng loạt các quốc gia trên thế giới và cả trong khu vực. Mấu chốt của vấn đề này bắt đầu từ tham vọng quá lớn và dã tâm nham hiểm của chính quyền Bắc Kinh. Một cường quốc muốn vươn mình thành một nhà lãnh đạo toàn cầu, điều đầu tiên phải bắt đầu từ việc biến mình trở thành một nhà lãnh đạo có trách nhiệm trong khu vực. Tuy nhiên, ở chính trong khu vực, Trung Quốc lại chơi trò cá lớn nuốt cá bé, đầu tư vô trách nhiệm bằng bẫy nợ, thậm chí còn lấn chiếm lãnh thổ của láng giềng. Điều này khiến chính Trung Quốc đặt mình vào thế khó, đó là có quá nhiều kẻ thù vây quanh mình. Trung Quốc không phải là Nga, cho nên Trung Quốc không thể coi việc Nga một mình chống lại phương Tây làm động lực để mình chống lại cả thế giới. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu quý vị có các góc nhìn và quan điểm khác, xin hãy để lại lời nhắn ở bên dưới video và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.